đã thành thông lệ, hàng năm vào những dịp lễ Tết thì cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, bệnh viện đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và các nhà tài trợ tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách Quảng Nam. Đây là lần thứ 3 Bệnh viện Quân y 175 tổ chức tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách của tỉnh Quảng Nam tại hai xã Quế Phong, huyện Quế Sơn và xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Nghe tin các y bác sĩ về khám bệnh và cấp thuốc, bà Trần Thị Luôn, 72 tuổi, đã có mặt rất sớm và chờ khám, chữa bệnh cấp. Tôi bị về bệnh tim mà là tôi đi khám khắp nơi cũng đợi đỡ phần rồi và nhờ cô Quân ở 175 về khám cho tôi miễn phí cho tôi, cho thuốc cho tôi được nhờ phần nồ món khăn đỡ phần nồ cũng được cảm ơn cho bệnh viện. Tôi đi là bộ đội năm 65 đến bây giờ, nhưng mà thực tế bây giờ được khám bệnh ở địa phương, nhưng mà bây giờ được bộ đội về khám bệnh thấy rất phấn khởi và vui vẻ, được chúc các anh các chị mạnh khỏe trong cái vấn đề dịp Tết còn đi nơi khác. Và điều kiện của địa phương là do chiến tranh, hậu quả chiến tranh đây là đất nặng nề và đời sống nhân dân hiện nay thì nó cũng có khó khăn, và cái tỷ lệ hộ nghèo đến giai đoạn hiện nay thì đến địa bàn xã Quế Phong thì còn có 15,63%. Được cái sự quan tâm của Bộ Quốc phòng và bệnh viện 175 đã về đây khám chữa bệnh cho nhân dân thì nó tạo điều kiện cho cái nhân dân địa phương tiếp cận được cái dịch vụ y tế và ổn định được đời sống, góp phần nâng cao đời sống người tinh thần của người dân cũng như là cái cuộc sống của nhân dân được nâng lên. Đối với những người già yếu không có điều kiện đi lại, bệnh viện đã cử bác sĩ đến tận nhà để khám bệnh, kê đơn. Đợt này, bệnh viện đã huy động 70 y bác sĩ và các trang thiết bị y tế hiện đại, khám bệnh và cấp thuốc cho hơn 1.200 lượt người và trao tặng 1.800 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Năm nay là năm thứ 3 cái đoàn y bác sĩ của bệnh viện 175 về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào nghèo, thực hiện chính sách ở các cái địa bàn trên tỉnh Quảng Nam. Chương trình lần này là khám cho 1.200 đồng bào thuộc hai địa phương và tặng 1.200 suất quà. Đây là một cái dịp mà chúng tôi đưa các y bác sĩ của chúng tôi về thăm các cái quê hương cách mạng, một cái dịp là xác định là về nguồn tri ân đối với các cái gia đình chính sách có công với cách mạng, mà cũng là một cái dịp để giáo dục cho cán bộ chiến sĩ, nhân viên của bệnh viện về cái truyền thống cách mạng. Phải nói là bệnh viện 175 là một cái điểm sáng trong khu vực phía Nam, đã huy động hàng chục nhà tài trợ. Chi như thế là mỗi cái điểm khám như thế là cũng đã vài tỷ đồng để tổ chức là vừa khám cấp thuốc miễn phí, đồng thời là hỗ trợ quà cho gia đình chính sách, cho những người nghèo, những người có cái hoàn cảnh khó khăn, mà đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Việc làm của bệnh viện 175 đáp ứng cái yêu cầu cấp bách cũng là một cái việc làm đáng trân trọng. Đây chúng tôi đánh giá là một cái việc làm nó có thể nhân rộng. Những việc làm thiết thực của Bệnh viện Quân y 175 phần nào động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn đối với người dân vùng căn cứ cách mạng, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, chung tay góp sức, khắc phục hậu quả chiến tranh, thể hiện tấm lòng của quân đội với nhân dân trong công tác đền ơn đáp nghĩa.